Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 14, Chân trời cuối phố, tiếng Việt lớp 4 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng mình mở sách giáo khoa để chúng mình học bài. Chúng mình cùng tham gia phần khởi động. Nói về lần đầu tiên em được đến một nơi nào đó, như là lần đầu ra biển, lần đầu đến thư viện, lần đầu ra chợ cùng mẹ, vân vân. Chia sẻ cảm xúc của em khi đó. Gợi ý, kỷ niệm đó là lần đầu em đi đến đâu cùng với ai, nơi đó có đặc điểm gì khiến em ấn tượng và nhớ mãi. Em đã có những hoạt động gì vào hôm đó, hoạt động nào em yêu thích nhất, cảm xúc của em về chuyến đi đó như thế nào? Đó là gợi ý. Ví dụ, lần đầu em được đi biển là năm ngoái. Gia đình em đã đi biển Cửa Lò nhân dịp nghỉ hè. Nhìn thấy bãi biển từ xa, em đã thấy rất vui và hào hứng. Khi đến nơi, đặt chân lên bãi cát trắng trải dài, cảm giác mới thật tuyệt làm sao. Từng hạt cát len lỏi vào bàn chân như những cục bông mềm mại êm ái. Chạy trên bãi cát mà em không giấu nổi sự phấn khích. Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mới. Nước biển thật mát. Đứng trước biển, em thấy thật thoải mái. Và hôm nay chúng mình học bài Chân trời cuối phố. Đây chính là bức tranh minh họa của bài đọc. Bức tranh vẽ cảnh một chú chó. Một chú chó nhỏ đang đứng trong cổng nhà. Cánh cổng đang đóng, chú chó bám hai chân trước vào cánh cổng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là cảnh đường phố, nhà, cây, vân vân. Có lẽ chú chó đang rất muốn được ra ngoài. Đó là nội dung của bức tranh. Và câu chuyện về chú chó nhỏ chưa bao giờ được đi ra khỏi nhà. Chú rất tò mò về thế giới bên ngoài và muốn được khám phá xung quanh. Chúng ta hãy cùng đọc để biết chú chó đã khám phá khu phố của chú như thế nào. Bây giờ chúng mình đọc bài cùng với cô giáo. Chân trời cuối phố, chú cún. Có chú cún sống trong ngôi nhà nhỏ. Từ cổng nhà, cún nhìn thấy dãy phố với những mái tôn cũ kỹ và con đường lầy lội mùa mưa. Từ đầu phố tới cuối phố chỉ vài trăm mét, nhưng cún chưa một lần đi hết dãy phố của mình. Đường vẫn còn lội, mà cún thì quá nhỏ. Mỗi lần cún định ra cổng là người lớn trong nhà lại nhắc. Cún, vào nhà! Nằm cuộn tròn trên chiếc chổi rơm đầu hè, cún nghĩ, ở cuối dãy phố có gì nhỉ? Đầu tiên vì tò mò, rồi tò mò chuyển thành bực mình. Bực đến nỗi, đang nằm yên, cún bỗng ngẩng lên, ngừng cổ lên sủa. Ẳng ẳng. Người lớn tưởng có khách, nhìn ra sân. Sân vắng hoe, chỉ có chiếc lá mít vừa rụng, quay quay trước mũi cún. Một sáng trời đẹp, người nhà mở cổng cho cún ra ngoài. Cún mừng rỡ nhảy xuống sân, rồi chạy vụt đi. Con đường trước nhà khô ráo sau trận gió đêm. Chú cứ thế phóng một mạch qua dãy phố yên ắng. Con đường dốc dần lên cao. Khi một cơn gió mát bất chợt ùa đến, cún dừng lại và ngẩng lên nhìn. Bao nhiêu điều mới lạ mở òa ra trước mắt. Cuối dãy phố của cún, bên trái là bắt đầu một dãy phố khác, bên phải là bến sông với con đò đang trôi ra xa bờ. Trước mặt, dọc bờ sông bên kia, làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa. Cún đứng một mình trên đường, hết nhìn trước mặt, lại ngó sang trái, sang phải. Giờ thì cún hiểu, phố tiếp phố, làng tiếp làng, bến sông này nối dài tới bến sông khác.
Cuối con phố của cún là những chân trời mở ra vô tận, những chân trời đang chờ cún lớn lên từng ngày. Theo Trần Đức Tiến. Chúng mình đọc bài diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Và bài được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến cún vào nhà. Đoạn 2 tiếp theo cho đến ngẩng lên nhìn. Đoạn 3 là phần còn lại. Chúng mình luyện đọc từ chứa tiếng dễ phát âm sai. Cũ, kỹ, lầy, lội, đến nỗi, ngẩng lên, làng quê, bãi bờ. Ngắt giọng ở câu dài, từ cổng nhà, cú nhìn thấy dãy phố với những mái tôn cũ kỹ và con đường lầy lội mùa mưa. Trước mặt, dọc bờ sông bên kia, làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa. Chúng mình nhấn giọng ở câu khiến, cún vào nhà. Giọng suy tư băn khoăn, ở cuối dãy phố có gì nhỉ? Giọng hào hứng phấn chấn, bao nhiêu điều mới lạ mở hoa trước mắt. Chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi, có 5 câu hỏi. Câu 1. Tìm thông tin về nhân vật cún trong câu chuyện theo gợi ý. Tên, nơi ở, hình dáng, tính cách, tiếng kêu. Chúng mình đọc đoạn 1 để trả lời. Tên của nhân vật cún, tên là cún. Sống trong ngôi nhà nhỏ trong dãy phố với những mái tôn cũ kỹ và con đường lầy lội mùa mưa. Hình dáng quá nhỏ, tính cách tò mò, năng động, ham học hỏi, tiếng kêu ắng ắng. Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy cún rất tò mò muốn biết về dãy phố bên ngoài? Chúng mình đọc đoạn 2 để trả lời. Những chi tiết cho thấy cún rất tò mò muốn biết về dãy phố bên ngoài là: cún nghĩ, ở cuối dãy phố có gì nhỉ? Bực đến nỗi, đang nằm yên, cún bỗng ngẩng cổ lên sủa, ắng ắng. Câu 3. Khi có dịp chạy hết dãy phố, những cảnh vật hiện ra trước mắt đã giúp cún nhận ra điều gì? Chúng mình đọc đoạn cuối để trả lời. Khi có dịp chạy hết dãy phố, những cảnh vật hiện ra trước mắt đã giúp cún nhận ra bao điều. Bao nhiêu điều mới lạ mở hòa ra trước mắt. Phố tiếp phố, làng tiếp làng, bến sông này nối dài tới bến sông khác. Cuối con phố của cún là những chân trời mở ra vô tận. Cuối dãy phố là những sự vật nối tiếp nhau không bao giờ kết thúc. Thế giới xung quanh rất rộng lớn, có thể khám phá mãi mà không hết được. Câu 4. Tìm những từ ngữ chỉ cảm xúc của cún và giải thích vì sao cún có những cảm xúc đó. Chúng mình đọc kỹ bài để trả lời. Những từ chỉ cảm xúc của cún như là bực mình vì tò mò muốn biết về cuối dãy phố mà lại không được ra ngoài. Mừng rỡ vì được người nhà mở cổng cho ra ngoài, chạy đi khám phá dãy phố. Vậy cảm xúc bực mình, cảm xúc mừng rỡ. Câu 5. Hãy tưởng tượng em cùng cún đi trên dãy phố trong bài đọc. Em sẽ thấy những gì? Nhìn thấy gì, nghe thấy gì, ngửi thấy gì, cảm xúc như thế nào? Ví dụ, tưởng tượng chúng mình sẽ nhìn thấy con đường, nhà, mái tôn, con đò, bãi bồi, cây cối, nhà cửa. Và nghe tiếng gió thổi, tiếng nước chảy êm đềm, tiếng cây cối xào xạc. Ngửi thấy mùi nước từ sông, mùi bùn, đất khô trên đường, vân vân.
cảm xúc vui vẻ, khoan khoái, thích thú, hài lòng hoặc khó chịu, chật chội, buồn tẻ tùy theo cảm nhận của mỗi người, đúng không nào? Các con thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết, giống như những chân trời mở ra vô tận. Chỉ cần chúng ta có khát khao khám phá, chúng ta sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị quanh mình. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần luyện tập. 1. Tìm các câu văn có sử dụng dấu hai chấm trong bài đọc và cho biết công dụng của các dấu hai chấm đó. Câu có dấu hai chấm. Mỗi lần chú định ra cổng là người lớn trong nhà lại nhắc: "Cún vào nhà." Vậy dấu hai chấm này có công dụng gì? Dấu hai chấm này báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời dẫn của một nhân vật và kết hợp dùng dấu ngoặc kép. Câu có dấu hai chấm. Nằm cuộn tròn trên chiếc chổi rơm đầu hè, Cún nghĩ: hai chấm. Ở cuối dãy phố có gì nhỉ? Dấu hai chấm này báo hiệu bộ phận đứng sau. Nó là lời dẫn của nhân vật kết hợp dùng dấu ngoặc kép. Câu có dấu hai chấm tiếp theo. Bực đến nỗi đang nằm yên, Cún bỗng ngẩng cổ lên sủa hai chấm, gạch đầu dòng: ẳng, ẳng. Vậy dấu hai chấm này để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, lời đối thoại của nhân vật kết hợp với dấu gạch ngang. Câu có dấu hai chấm tiếp theo. Trước mặt, dọc bờ sông bên kia, hai chấm, làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa. Dấu hai chấm này báo hiệu nội dung sau dấu hai chấm, mang tính chất liệt kê, giải thích các sự vật, sự việc. Vậy, dấu hai chấm ở trong bài đọc có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau là lời dẫn của nhân vật, có thể kết hợp với dấu ngoặc kép hoặc gạch đầu dòng. Và dấu hai chấm còn có tác dụng công dụng báo hiệu nội dung sau dấu hai chấm, mang tính chất liệt kê giải thích. Chúng mình ghi nhớ và sử dụng dấu hai chấm cho đúng. 2. Tìm từ ngữ có thể thay thế cho các từ mừng rỡ, yên ắng. Thay thế cho từ mừng rỡ, chúng mình có thể dùng từ vui mừng, mừng vui, vui vẻ. Đây là những từ gần nghĩa với nhau, cùng nghĩa với nhau. Từ có thể thay thế cho yên ắng là từ yên tĩnh, yên lặng, im lặng, lặng yên. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần viết. Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện. Chọn một trong những đề dưới đây. Đề 1, kể lại một câu chuyện cổ tích mà em yêu thích. Đề 2, kể lại một câu chuyện mà em đã đọc trong sách giáo khoa tiếng Việt. Đề 3, kể lại một câu chuyện có nhân vật chính là trẻ em. Chúng mình chọn một trong những đề dưới đây để chúng mình kể lại. Và chúng mình lập dàn ý cho bài kể lại. Đầu tiên chúng mình phải chuẩn bị. Muốn kể lại câu chuyện, em muốn kể lại câu chuyện nào? Em đã đọc hay được nghe kể? Trong câu chuyện có những sự việc nào? Trình tự của các sự việc đó ra sao? 2. Lập dàn ý. Lập dàn ý dựa vào nội dung đã chuẩn bị. Tham khảo gợi ý dưới đây. Ví dụ mở bài giới thiệu câu chuyện theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. Thân bài kể câu chuyện theo trình tự các sự việc. Chú ý kể đủ các nhân vật, tình huống chính của câu chuyện. Kết bài nêu suy nghĩ cảm xúc và những liên tưởng, suy luận của em về câu chuyện theo cách kết bài mở rộng hoặc chỉ nêu suy nghĩ cảm xúc của em về câu chuyện theo cách kết bài không mở rộng. Chúng mình dựa vào gợi ý này, chúng mình dễ dàng lập được dàn ý, đúng không nào? Sau đó chúng mình chia sẻ bài của mình
với các bạn, với thầy cô để góp ý và chỉnh sửa. Thông tin về câu chuyện rõ ràng đầy đủ chưa? Các sự việc trong câu chuyện sắp xếp theo trình tự hợp lý chưa? Chúng mình sửa lại. Và đây là bài tham khảo. Dàn ý kể lại câu chuyện cây tre trăm đốt. Mở bài, chúng mình giới thiệu câu chuyện cây tre trăm đốt. Thân bài giới thiệu anh trai cày hiền lành và lão nhà giàu tham lam lừa lọc. Lão lừa dối gả con gái cho anh. Anh quần quật làm giàu cho lão 3 năm. Lão nhà giàu gả con gái với điều kiện anh phải đi tìm được cây tre trăm đốt. Anh trai cày không tìm được nhưng nhờ có Bụt ra tay giúp đỡ, anh đã thành công và mừng rỡ gánh về. Khi thấy hai họ ăn uống linh đình và sửa soạn đón dâu, anh mới hiểu âm mưu thâm độc của lão nhà giàu và anh ra tay trừng phạt. Lão nhà giàu phải gả con gái cho anh trai cày, hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Kết bài, nêu cảm nghĩ, rút ra bài học. Đây là một cái dàn ý. Dàn ý, kể lại câu chuyện sự tích Hồ Gươm. Mở bài giới thiệu đôi nét về cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Thân bài kể lại diễn biến sự việc theo trình tự. Lê Thận kéo lưới bắt cá nhưng cả ba lần kéo lên đều có một lưỡi gươm. Lê Thận tham gia nghĩa quân Lam Sơn. Lê Lợi đến nhà Lê Thận lấy lưỡi gươm. Lê Lợi chạy vào rừng vô tình thấy chuôi gươm nạm ngọc. Lê Lợi tra lưỡi gươm ở nhà Lê Thận vào chuôi gươm vừa như in. Có gươm thần, nghĩa quân Lam Sơn dâng cao khí thế đánh giặc Minh xâm lược. Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi, đất nước thanh bình, nhân dân chuyên lo việc ruộng đồng, xây dựng đất nước vững bền. Vua đi thuyền trên hồ tả vọng, rùa nổi lên mạn thuyền. Rùa nổi lên mạn thuyền xin lại gươm thần. Kết bài hồ tả vọng xưa kia nay là hồ gươm, hay còn gọi là hồ hoàn kiếm. Đây là dàn ý kể lại câu chuyện sự tích Hồ Gươm. Các con có thể lập dàn ý kể câu chuyện mà mình yêu thích. Đây là dàn ý kể lại câu chuyện cây tre trăm đốt. Dàn ý kể lại câu chuyện thánh gióng. Dàn ý kể lại câu chuyện thạch xanh. Dàn ý kể lại câu chuyện sự tích cây vú sữa. Dàn ý kể lại câu chuyện con rồng cháu tiên. Chúng mình có thể bấm dừng video hoặc tua lại video để chúng mình lập dàn ý. Chúng mình thích dàn ý của câu chuyện nào thì chúng mình tua lại, rồi chúng mình bấm dừng để chúng mình tham khảo, chúng mình viết. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần nói và nghe. Việc làm có ích, yêu cầu kể lại một việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân. Đầu tiên chúng mình chuẩn bị lựa chọn một việc có ích em đã từng làm cùng bạn bè hoặc người thân. Việc có ích cho cộng đồng, ví dụ quyên góp sách báo tặng các bạn ở vùng khó khăn. Việc có ích cho trường lớp như vệ sinh trường lớp. Việc có ích cho gia đình, chăm sóc, vật nuôi, v.v. Em đã làm việc đó ở đâu, khi nào, với những ai? Em đã tham gia làm những gì? Việc đó có ích như thế nào? Đây là phần chuẩn bị. Sau đó chúng mình chia sẻ với các bạn việc có ích em đã làm cùng bạn bè hoặc người thân. Chúng mình kể lại công việc theo trình tự và nêu cảm xúc, nêu lợi ích của công việc đó. Lưu ý, người nói kể rõ ràng rành mạch các sự việc theo đúng trình tự. Có thể dùng các cử chỉ biểu lộ cảm xúc để hỗ trợ cho phần nói. Người nghe chăm chú lắng nghe thể hiện bằng cử chỉ gật đầu, cười, đặt câu hỏi sau khi người nói kết thúc phần chia sẻ của mình. 3. Ghi chép những ý quan trọng trong bài phát biểu của bạn để trao đổi với bạn. Mẫu 1.
Kể lại việc có ích đã làm cùng bạn bè hoặc người thân. Đó là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Rồi nấu cơm giúp mẹ. Bài mẫu 3 là đi siêu thị mua đồ ăn cùng mẹ. Mẫu 4, hai bố con đi chợ mua đồ nấu ăn để cho mẹ bất ngờ. Mẫu 5, cùng ông ra vườn chăm sóc và tỉa tót cho chậu cây cảnh của ông. Mẫu 6, đi thả diều. Mẫu 7, tham gia tổ chức hoạt động ngoại khóa. Mẫu 8, cùng mẹ làm việc nhà. Mẫu 9, cùng ông ra vườn trồng cây. Mẫu 10, phụ chị rửa bát, vân vân. Chúng mình thích mẫu nào, chúng mình tua lại video và chúng mình bấm dừng để chúng mình xem, để tham khảo. Sau đó chúng mình viết. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Tìm đọc câu chuyện về những trải nghiệm trong cuộc sống. Ví dụ câu chuyện cuộc phiêu lưu, một chuyến du lịch hoặc về quá trình thực hiện một công việc phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Chúng mình lên mạng internet, chúng mình tìm hiểu hoặc đọc sách báo. Ví dụ Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài, Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân, vân vân. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video của cô Lan. Những ai đã đăng ký kênh thì sẽ được xem đầy đủ, vì một số video chỉ dành những ai đã đăng ký kênh mới xem được. Xin chào và hẹn gặp lại.